Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn những cái mẫu nhà đã được xây dựng để gia đình các bạn tham khảo những cái mẫu nhà này để tìm được ý tưởng xây dựng một căn nhà mơ ước như ý. Và bây giờ thì mời các bạn cùng tôi khám phá không gian nhà đẹp trên kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn một ngôi nhà vườn có thiết kế là một ngôi nhà vườn có gác lửng các bạn nhé. Thì tổng diện tích xây dựng là 100m2. Thì các bạn quan sát khu vực mặt tiền trước, sau đó chúng ta sẽ đi vào bên trong khám phá nhé. Thì ở khu vực mặt tiền thì các bạn sẽ nhìn, tôi sẽ đi xung quanh cái không gian mặt tiền trước để các bạn nhìn cái ngôi nhà vườn có gác lửng này các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn khu vực mặt tiền phía trước này. Đấy, tôi đang view cho các bạn lên phần mái phía trên để các bạn có góc nhìn tổng thể về công trình trước, sau đó chúng ta sẽ đi vào bên trong khám phá không gian từng phòng bên trong nhé. Đây là cái khu vực phòng ngủ trên gác, cái ô cửa sổ trên gác, và đây là phòng ngủ phía dưới này. Đó, đấy là khu vực phòng ngủ phía dưới. Và không gian đất của gia đình vẫn còn cái phía hành lang phía ngoài là 2m nữa các bạn nhé. Đó, để cùng với ngôi nhà vườn thì các bạn phải có không gian. Tôi sẽ quay lên cái họa tiết trang trí phía trên này, của khu vực phòng ngủ trên gác lửng phía trên. Đấy, tôi zoom gần lại cho các bạn quan sát. Đây cái phần đắp và tạo tổ mối nhé, đắp hoa văn và tạo tổ mối. Và sơn cái màu sơn gan gà các bạn nhé. Đấy, nhìn rất là nổi trội. Không gian nhà sẽ đẹp với phối màu vàng. Đây là không gian bước lên vào khu vực phòng khách. Thì phòng khách ở các vùng quê thì phòng khách kết hợp với phòng thờ luôn các bạn nhé. Đó, các bạn quan sát các vị trí cột. Và đây cái phần trang trí mặt tiền phía trước là 3 đồng tiền này, cái họa tiết hoa văn. Rồi, tôi zoom gần lại cho các bạn quan sát cái khu vực họa tiết hoa văn 3 đồng tiền. Đấy, cái khu vực sảnh trang trí phía trước của công trình thì các bạn nhìn rất là đơn giản, các cái phào chỉ chúng tôi thiết kế ở góc độ tối giản nhất cho gia đình. Thì các bạn nhìn khi chúng ta không có cái đắp cầu kỳ ở cái khu vực sảnh. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ bước 5 bậc các bạn nhé, 5 bậc chúng ta đi vào bên trong khu vực phòng khách kết hợp với phòng thờ luôn các bạn nhé. Đây là cái phần cột trang trí khu vực sảnh hiên. Tôi sẽ view lên trên mái phía trên các bạn nhìn. Đó, hai vị trí hai cột. Rồi, mời các bạn chúng ta sẽ đi vào bên trong nhé. Đây là không gian toàn bộ cái khu vực này là không gian của phòng khách. Phòng khách có diện tích là 45m2, rất là rộng rãi luôn. Và trên trần gỗ các bạn nhé, gỗ pơmu các bạn nhé. Các họa tiết hoa văn là trần gỗ và gỗ pơmu. Không gian phòng khách rất là rộng. Các bạn quan sát các khu vực trang trí phía trên của khu vực phòng khách. Phòng khách thì có khu vực cửa sổ, và bên này tay trái màn hình các bạn đây, có khu vực cửa đi xuống cái không gian bếp cũ của gia đình nhé. Đây, cửa này sẽ xuống cái không gian bếp cũ của gia đình. Không gian bếp cũ phía dưới của gia đình. Thì ở đây là cái khu vực phòng khách để cho các bạn nhìn có góc nhìn tổng thể. Và nói chung mời các bạn chúng ta sẽ đi xuống cái phần phía dưới. Ở vị trí này thì sẽ thiết kế là một phòng ngủ và khu vực bếp mới của gia đình. Thì ở đây có một cái cửa. Đấy, chúng ta nhìn cái cửa để
mua thức ăn đi vào không gian bếp để không gian bếp. Đây là không gian bếp của gia đình trên khu vực nhà mới. Đây cái cửa chúng ta mua thức ăn đi vào bếp, không phải đi qua nhà chính nhé các bạn nhé. Ở phía đằng trước này thì chúng ta là một cái phòng ngủ. Thì hiện tại gia đình chưa sử dụng phòng ngủ thì dùng để chứa đồ thôi. À, rồi mời các bạn chúng ta sẽ đi lên phía trên nhé, để chúng ta xem cái không gian bố trí thì cũng tương tự như tầng dưới, thì sẽ phía trên gác lửng sẽ chia thành hai phòng, hai phòng đó là hai phòng ngủ luôn các bạn nhé. Thì mời các bạn chúng ta sẽ bước các cái bậc để chúng ta lên trên gác lửng phía trên của công trình nhé. Ở phần là lan can thì làm bằng inox cho sáng và sạch các bạn nhé. Thì đây mời các bạn chúng ta vào phòng ngủ ở trên gác. Phòng này có diện tích là 12 mét vuông thôi các bạn nhé. Đây khu vực ô cầu thang thì các bạn có thể view được xuống không gian phòng khách của gia đình. Và phía bên tay trắng thì các bạn là phòng ngủ nữa. Và đây có một cái ô cửa để chúng ta đi ra lan can phía ngoài để chúng ta ngắm không gian phía ngoài. Đấy, tại vị trí này thì các bạn có thể view được xuống dưới khu vực phòng khách. Các bạn đã nhìn thấy được khu vực phòng khách. Nếu mà các bạn tận dụng được cái không gian bếp cũ thì ở đây chúng ta có thể sử dụng luôn ở phía dưới là hai phòng ngủ, trên hai phòng ngủ là bốn phòng ngủ. Còn không gian bếp thì các bạn sẽ đẩy ra phía ngoài. À, ví dụ như cái cửa chúng ta nhìn ấy, ở khu vực phòng khách này đã có cái cửa bên góc bên tay trái màn hình các bạn, đấy là cái không gian xuống bếp thì các bạn sẽ được bốn phòng ngủ luôn các bạn nhé. Đấy, nhưng gia đình muốn tất cả mọi cái thì trong không gian nhà luôn thì sẽ tận dụng cái phần viện tầng dưới sẽ làm một cái không gian phòng bếp và một phòng ngủ, còn tầng trên là hai phòng ngủ. À, các bạn quan sát lại khu vực phía trần của không gian phòng khách. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ quay trở lại phía ngoài nhé, để các bạn ngắm lại cái kiến trúc bên ngoài của công trình ngôi nhà vườn mái thái có gác lửng này nhé. Rồi, tôi sẽ di chuyển ra phía ngoài để các bạn có thêm một góc nhìn nữa để chúng ta nhìn về cái kiến trúc của ngôi nhà vườn có gác lửng này. Khi chúng ta tận dụng cái gác lửng thì các bạn sẽ thấy không gian nhà trở nên rất là tối ưu. Chúng ta ngắm lại kiến trúc một lần nữa. Đó, không gian mặt tiền của công trình. Với kiến trúc này thì các bạn nhìn rất là đơn giản nhưng mà đẹp, từ các vị trí đắp cột và cái không gian. Đây cái phía hành lang mà tôi nói các bạn phía bên tay trái. Để chúng ta có cái cửa đi không gian xuống bếp ấy, cái tách nước sơn hà các bạn nhìn. Đây đó các bạn sẽ có cái ô cửa. Đây góc này thì các bạn nhìn sẽ view lên ra được cái không gian phía ngoài của công trình. Cửa sổ thì làm bằng hệ nhôm kính các bạn nhé, để không gian nhà nó sáng, chiếu sáng hết vào bên trong. À, các bạn sẽ ngắm lại kiến trúc không gian mặt tiền phía trước của công trình. Ngôi nhà vườn gác lửng hệ ba mái các bạn nhé. Tôi sẽ tìm cái vị trí đứng tốt nhất để các bạn có góc nhìn tổng thể về công trình này. Đó, tại vị trí này thì các bạn nhìn được cái hệ mái của công trình này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Cái hệ mái của công trình ngôi nhà vườn sẽ ở vị trí này thì các bạn sẽ nhìn được cái hệ ba mái, mái sảnh hiên và mái khu vực phòng ngủ và cái mái nóc chính. Ở góc này thì các bạn sẽ nhìn được đầy đủ hết cái góc độ hệ mái của công trình.
Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối cái đoạn video clip này. Thì trong cái thời gian vừa rồi thì các bạn đã ủng hộ kênh YouTube Phạm Văn Tuân và rất nhiều các quý khách hàng đã gọi điện đơn vị tôi tư vấn thiết kế nhà. Thì qua video này cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và các bạn theo dõi video này, các bạn tìm cho mình một ý tưởng xây dựng một căn nhà mơ ước thì các bạn áp dụng được đến phần nào thì chúng ta áp dụng, mà các bạn cần đơn vị tôi tư vấn thiết kế thì hãy gọi điện ngay cho chúng tôi theo số hotline 0386325566, thì đơn vị tôi sẽ đến tận nhà các bạn để khảo sát và lên phương án thiết kế. Và các bạn mà cần ý tưởng xây dựng căn nhà tương tự như thế này nhé, các bạn lấy tư mẫu tương tự như này thì hãy liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc và thành công.